Các bạn đang xem tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video thực hiện. Điều gì khiến cho tân binh Chevrolet Trailblazer nhanh chóng trở nên hấp dẫn? Honda HR-V bổ sung thêm phiên bản động cơ xăng 1.5. Điều gì khiến cho tân binh Chevrolet Trailblazer nhanh chóng trở nên hấp dẫn? Sau màn dạm ngõ chớp nhoáng tại Việt Nam Motor Show 2017, Chevrolet Trailblazer chính thức ra mắt người dùng Việt Nam, nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ sở hữu nhiều trang bị hiện đại kèm một mức giá hấp dẫn. Trailblazer có thể thành công ở phân khúc SUV 7 chỗ. Khi thông tin về Chevrolet Trailblazer chính thức được phân phối trong nước xuất hiện, chiếc xe lập tức nhận được sự quan tâm lớn. Lần đầu tiên bán ra tại Việt Nam, Trailblazer mang đến cho người dùng một sự lựa chọn hoàn toàn mới trong phân khúc SUV 7 chỗ, phân khúc vốn đang trở nên mờ nhạt với những mẫu xe đã quá quen thuộc. Với những thông số kỹ thuật đẹp, hệ thống tính năng an toàn đa dạng, Trailblazer thu hút sự chú ý khi mức giá đạt từ 859 triệu cho đến 1 tỷ 075 triệu đồng, khá hấp dẫn so với các đối thủ cùng phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam. Như vậy, Trailblazer đã tạo ra được một màn chào sân có thể nói là thành công trên nhiều phương diện, đầu đã xuôi, liệu đuôi có lọt với chiếc SUV 7 chỗ mới này đến từ Mỹ. Về ngoại thất khỏe khoắn đậm chất SUV, Trailblazer có phần đầu xe thiết kế mới, nhiều chi tiết hơn với lưới tản nhiệt 2 tầng, ốp cản trước và cụm đèn pha tích hợp giải đèn LED chiếu sáng ban ngày, mang cảm giác hiện đại và tinh tế. Các thông số dài rộng cao lần lượt là 4887, 1902 và 1852mm, cùng trục dài cơ sở là 2845mm. Trailblazer 2018 có một khuôn hình tổng thể bề thế rộng rãi hơn nhiều các mẫu xe cùng phân khúc. Đặc biệt, khoảng sáng gầm xe lên tới 221mm là điểm nổi trội, giúp cho người dùng yên tâm trèo đèo lội suối hay đơn giản là di chuyển trong phố mùa mưa bão. Nội thất hiện đại, khoa học, khi nhìn ngang, Trailblazer dáng dấp khỏe khoắn của một chiếc SUV thể hiện rõ nhất với các mảng khối cùng điểm nhấn, với bộ mâm 6 châu kép, 18 in, 2 tông màu đi cùng lốp 265-60R18. Phần đuôi của Trailblazer được tạo khối rõ ràng cứng cáp hơn ở các khu vực cản sau và quanh đèn hậu. Bên trong nội thất, Trailblazer được trang bị bảng điều khiển trung tâm và giao diện điều khiển có thiết kế mới, có phong cách hiện đại và khỏe khoắn hơn, chất liệu da và nhựa nội thất cao cấp, kèm theo những đường chỉ khâu sắc sảo hơn. Vô lăng tích hợp nhiều nút bấm. Hệ thống nút bấm của Trailblazer bố trí khá khoa học, cân đối và trực quan, giúp việc thao tác thuận tiện và dễ dàng. Các chi tiết mạ chrome trang trí trên cửa xe, cần số, nút xoay gài cầu và hai cửa gió điều hòa trung tâm được sử dụng hợp lý và vừa đủ để tạo điểm nhấn cũng như sự hiện đại cho không gian nội thất. Trailblazer có 7 chỗ ngồi, hàng ghế thứ nhất và hàng ghế thứ hai có thể cho người lớn ngồi rất thoải mái nhờ ghế có thiết kế rộng rãi và với trần xe cao. Hàng ghế thứ ba theo đánh giá thích hợp cho hành khách có chiều cao dưới 1m65. Hệ thống điều hòa trên Trailblazer có cửa gió cho cả 3 hàng ghế trên nên khả năng làm mát nhanh và sâu hơn, đặc biệt với tính năng khởi động động cơ từ xa duy nhất trong phân khúc sẽ tăng hiệu quả làm mát nội thất trước khi hành khách bước vào ngồi trong xe. Đáng chú ý, hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống MyLink thế hệ mới, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, điều khiển rảnh tay và nhận diện giọng nói Siri. Trải nghiệm thực tế cho thấy hệ thống giải trí trên Trailblazer có giao diện dễ sử dụng, nhiều tính năng tiện ích. Trang bị an toàn chủ động hàng đầu phân khúc, nhìn chung, Chevrolet Trailblazer 2018 sở hữu nội ngoại thất đặc trưng của những mẫu xe SUV đến từ Mỹ, hiện đại, rộng rãi và nhiều trang bị. Với một chiếc SUV 7 chỗ cho gia đình an toàn luôn là một mối quan tâm hàng đầu. Hiểu được điều đó, Trailblazer đã hào phóng trang bị đầy đủ hệ thống an toàn trên xe, đặc biệt là hệ thống an toàn chủ động thông minh hàng đầu phân khúc như hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh PBA, hệ thống phân bố lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống hỗ trợ xuống dốc HDC, hệ thống hỗ trợ lên dốc HSA, hệ thống chống lăn và kiểm soát văng khi kéo remote Anti-Rolling Protection and Trailer Sway Control. Tuy vậy, nhiều thiếu sót đáng tiếc gần như là duy nhất về phương tiện an toàn của Trailblazer lại nằm ở hệ thống mà người dùng ít mong muốn nhất phải sử dụng, đó là hệ thống túi khí. Mọi phiên bản của xe đều chỉ có được trang bị 2 túi khí cho hàng ghế trước. Lý giải một cách vui vẻ thì Chevrolet chú trọng vào việc phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bên cạnh đó, Trailblazer còn có thêm nhiều tính năng thực sự hữu dụng đối với một chiếc SUV gầm cao như cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo va chạm sớm, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện di chuyển ngang khi lùi xe, hỗ trợ đỗ xe phía trước và phía sau, camera lùi, gương chiếu hậu chống chói, cảnh báo thắt dây an toàn phía sau, cảnh báo cửa xe còn mở, chính xác từng cửa, cảm biến áp suất lốp, cảm biến mưa tự động và đèn pha tự động bật tắt. Nói về động cơ và hộp số, tại Việt Nam,
Chevrolet Trailblazer được phân phối với 3 phiên bản động cơ diesel bao gồm động cơ turbo diesel 2.8, DOHC công suất 197 mã lực tại 3.600 vòng phút và mô men xoắn 500 Nm tại 2.000 vòng phút. Trang bị trên phiên bản Trailblazer 2.8 4x4 ATLTZ, động cơ turbo diesel 2.5, DOHC VGT công suất 180 mã lực tại 3.600 vòng phút và mô men xoắn 440 Nm tại 2.000 vòng phút. Trang bị trên phiên bản Trailblazer 2.5 VGT 4x4 ATLTZ và 2.5 VGT 4x2 ATLT. Động cơ turbo diesel 2.5 DOHC công suất 161 mã lực tại 3.600 vòng phút và mô men xoắn 380 Nm tại 2.000 vòng phút. Trang bị trên phiên bản Trailblazer 2.5 4x2 MTLT. Vận hành và trải nghiệm thực tế, trong đó rất đáng chú ý có động cơ turbo diesel 2.8 với các thông số hiệu năng cao nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ phổ thông tại thị trường Việt Nam hiện nay. Các động cơ nói trên sẽ đi kèm hộp số tự động 6 cấp hoặc là hộp số tay 6 cấp cùng lựa chọn hệ dẫn động cầu sau hoặc hai cầu với núm gài cầu điện tử, chuyển đổi linh hoạt giữa các chế độ một cầu và hai cầu nhanh và hai cầu chậm với các thao tác đơn giản dù xe đang di chuyển nhanh với tốc độ lên tới 120 km/h. Với những thông số hiệu năng ấn tượng như trên, không có gì đáng ngạc nhiên khi Chevrolet Trailblazer mang lại khả năng tăng tốc và phản hồi chân ga nhanh nhạy. Động cơ Duramax 2.8 và hộp số tự động 6 cấp vẫn phân phối một cách ăn ý, phân bố lực kéo hợp lý, giúp xe tăng tốc mượt mà và giảm khá nhiều độ trễ thường thấy trên các mẫu xe turbo diesel. Vòng tua máy được duy trì ở mức lý tưởng khi di chuyển với vận tốc 120 km/h trên cao tốc và thiết lập kiểm soát hành trình. Vòng tua luôn giữ ổn định ở 1.900 vòng phút. Là một chiếc SUV, vì vậy Trailblazer mang tới cho người lái tầm quan sát cao và rộng, góc chữ A không quá dày và cản trở tầm nhìn nhiều. Song song với đó, người lái cũng có thể dễ dàng tìm được vị trí ngồi thoải mái nhất cho những hành trình trên đường dài. Độ nhạy của bàn đạp ga và bàn đạp phanh được Chevrolet căn chỉnh khá hài hòa với người lái và tránh cảm giác hững chân khi thực hiện hai thao tác này. Bên cạnh đó, trợ lực điện của vô lăng cũng cho cảm giác tốt và thật tay chứ không quá nhẹ ở tốc độ thấp, rồi đột ngột nặng lên nhanh chóng khi chuyển sang tốc độ cao như một số đối thủ cùng phân khúc khác, tiêu biểu là Ford Everest. Với tất cả những điểm đặc trưng trên, tựu chung lại, Chevrolet Trailblazer mang đến một trải nghiệm cầm lái rất thoải mái, nhàn nhã và an tâm. Dù tương đối cồng kềnh nhưng người lái vẫn có thể dễ dàng xoay sở và điều khiển xe nhờ hệ thống cảm biến an toàn trước và sau hỗ trợ tận răng, giúp mọi thao tác trở nên dễ dàng và tự tin hơn khá nhiều. Tiếng ồn là một trong số ít những điểm không ưng ý hiếm hoi về phương tiện trải nghiệm của người lái và hành khách mà Trailblazer gặp phải. Dù Chevrolet cho biết họ đã cải thiện đáng kể vấn đề này, mức độ ồn đo được khi xe ở trạng thái đứng yên. Khi nổ máy là 71 dB và tăng dần lên là 7,4 dB và 77 dB tương ứng với các mức tốc độ từ 40 hoặc 60 km/h. Như vậy, không gian cabin rộng rãi và thoáng đãng giúp cho các hành khách luôn có được cảm giác thoải mái trong những chuyến đi dài. Nhờ có thiết kế tối ưu của khoang nội thất mà người lái cũng như là hành khách sẽ không cảm thấy mệt mỏi trên những quãng đường dài. Về mức độ tiêu thụ nhiên liệu, qua kiểm chứng, Trailblazer cho biết 8,5 lít cho 100 km khi di chuyển trên đường cao tốc và 11 lít cho 100 km khi di chuyển trong đô thị, 9,5 lít cho 100 km khi di chuyển trên đường hỗn hợp. Tuy nhiên, những con số này chỉ mang tính chất tham khảo bởi mức tiêu thụ nhiên liệu còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố như người cầm lái hay điều kiện đường xá giao thông. Kết luận, Chevrolet Trailblazer 2018 là một chiếc SUV an toàn trên nhiều phương diện, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Xe mang trên mình thiết kế an toàn với đầy đủ những đặc tính của một mẫu SUV truyền thống, không quá phá cách hay đặt mục tiêu vào cách mạng hóa phân khúc. Trailblazer phù hợp cho nhiều đối tượng người dùng ở nhiều độ tuổi khác nhau. Động cơ và hộp số cũng là một sự lựa chọn an toàn khác của Chevrolet khi hiệu năng, khả năng vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu của khối động cơ turbo diesel Duramax 2.8 đã từng được chứng kiến với nhiều đánh giá tích cực. Tuy nhiên, Trailblazer cũng tỏ rõ sự an toàn khi xét đến hệ thống, tính năng và trang bị an toàn với đầy đủ các món thời thượng hiện có trong phân khúc. Vì vậy, cơ hội trước mắt dành cho Chevrolet Trailblazer có lẽ không hề nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam đang cung không đủ cầu vì Nghị định 116. Trên tất cả, Chevrolet đã tỏ rõ tham vọng tiếp cận số đông người dùng khi đưa ra giá bán rất hợp lý cho Trailblazer. Những thiếu sót còn xuất hiện đâu đó trên chiếc xe này gần như đều được cho qua khi nhìn thấy mức giá cạnh tranh từ 859 cho đến 1 tỷ 075 triệu đồng. Honda HR-V bổ sung thêm phiên bản động cơ xăng 1.5. Honda HR-V tiếp tục thách thức các mẫu SUV subcompact khác ở thị trường châu Âu bằng phiên bản nâng cấp sử dụng động cơ xăng 1,5 lít mới. Phiên bản nâng cấp của Honda HR-V tại thị trường châu Âu được nhà sản xuất bổ sung thêm động cơ mới, điều chỉnh lại một vài chi tiết thiết kế ở bên ngoài
đặc biệt là được trang bị thêm tính năng Active Noise Cancellation. Trái ngược với sự rầm rộ lên đời của Honda HR-V ở thị trường nước ngoài, hiện người tiêu dùng tại Việt Nam vẫn đang ngóng chờ ngày công bố ra mắt chính thức của mẫu xe này. Theo thông tin đăng tải trên website của hãng, Honda HR-V 2018 bán ra tại thị trường Việt Nam được trang bị động cơ 1,8 lít, mức giá công bố đưa ra là dưới 900 triệu đồng. Phiên bản nâng cấp của Honda HR-V dành cho thị trường châu Âu nhận được sự thay đổi nhỏ ở một số chi tiết bên ngoài như cụm đèn sương mù dạng tròn, một thanh ngang lớn mạ chrome sáng bóng đính kèm logo ở chính giữa. Nằm ở bên dưới là cản trước của xe với nhiều khe hút gió lớn mang tính khí động học cho xe. Ở phía trên là cụm đèn pha thanh mảnh kết hợp với giải đèn LED DRLS chiếu sáng ban ngày. Ở phía sau, điểm nổi mới trên phiên bản nâng cấp mới này chính là ống xả mạ chrome sáng bóng, cụm đèn hậu to bản, một phần tích hợp trên nắp capo sau, bộ mâm xe đa dạng, đa chấu làm bằng hợp kim sáng có kích thước 17 inch. Về nội thất, phiên bản nâng cấp của Honda HR-V có ghế ngồi phía trước được thiết kế lại và được bọc da thay cho bọc vải nỉ rẻ tiền. Khu vực bảng điều khiển của xe là một màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch kết hợp kết nối USB AUX Bluetooth. Các trang bị công nghệ của xe gồm có hệ thống phanh tay điện tử với tính năng giữ phanh tự động. Đặc biệt, Honda HR-V bản nâng cấp được bổ sung thêm vật liệu cách âm ở tấm chắn bùn và sàn xe nhằm giảm thiểu tiếng ồn, kết hợp cùng hệ thống khử tiếng ồn chủ động Active Noise Cancelling. Ngoài sự lựa chọn động cơ xăng 4 xi lanh dung tích 1,4 lít như hiện nay, Honda HR-V 2018 bản nâng cấp mới vừa nhận được bản động cơ xăng dung tích 1,5 lít. Động cơ này sản sinh công suất 130 mã lực và mô men xoắn cực đại 155 Nm kết hợp với khối động cơ mới này là hộp số tay 6 cấp tiêu chuẩn hoặc CVT. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 10,2 giây, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 5,3 lít trong 100 km. Dự kiến, Honda HR-V phiên bản nâng cấp mới này sẽ tới tay khách hàng tại thị trường châu Âu trong tháng 10 tới đây. Trong thời gian tới, hãng sẽ tiếp tục bổ sung thêm bản động cơ xăng 1,5 lít tăng áp và động cơ diesel 1,6 lít. Các bạn đang xem video trên kênh Đa Dòng Vina. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui vẻ, hạnh phúc và thành công.